Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, sau update thì có một cái layup rất là mạnh mà tôi chưa làm clip. Và đồng thời có rất nhiều anh em yêu cầu tôi test cái bộ này. Đấy, thì hôm qua tôi định test nhưng mà không thực hiện được. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ làm lại nha anh em nhá. Và đấy là cái layup gì? Đó chính là cái layup con Light Blade Light kết hợp với bộ Metalist. Đấy, cái khả năng gây được sát thương diện rộng và clear nhờ cái viên đạn lẩy của nó. Đấy, khi mà kết hợp với bộ Metalist thì liệu rằng nó có thực hiện được không? Đấy, những cái viên đạn lẩy nó có hiệu ứng của Metalist không? Thì hôm nay anh em sẽ rõ nha anh em nhá. Đấy, mà hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ đấy, kết hợp Metalist với cả con Light Blade Light. Và đương nhiên không thể thiếu được, đấy chính là chiếc long bào anh em nhá. Đấy, và chúng ta sẽ phải rèn được cái long bào thì chúng ta mới chơi được. Ok, rồi khởi đầu là cũng tương đối tốt đẹp đấy, lên được cái con gấu 2 sao tăng cơ phía trên rồi. Đấy, mặc dù là thua cái đao đầu tiên nhưng mà có thể là chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ có thể ăn được nếu mà con Light Blade Light lên được 2 sao. Bây giờ tôi đang có một cặp rồi. Tất nhiên là cái tầm này thì cứ từ từ, cũng không có gì phải vội vàng cả. Bao giờ mà có 2 sao thì chúng ta mới có thể là up cấp đánh nha anh em nhá. Còn cái tầm này thì thôi cứ từ từ thôi. Biết đâu đấy là lại phải eco đấy. Nhiều khi cái con Light Blade Light này nó chỉ ra được có 2 con thôi, xong rồi nó không lên được 2 sao. Thì lúc đấy rất là khó chơi. Anh em thấy là cái trận trước ấy, cái trận ngày hôm qua ấy, cả một cái con game nó chỉ ra đúng 3 con Light Blade Light cho tôi chơi thôi. Đấy, mà chơi cái bộ mà Metalist kẹp với cả Light Blade Light này thì cái con Light Blade Light nó phải lên được 3 sao thì nó mới uy tín. Còn 2 sao thì chưa ăn thua anh em ạ. Con này ăn được không? Tất nhiên là ăn được rồi. Đấy, cũng tương đối khỏe đấy chứ. Con Light Blade Light nó ở trong cái bộ Clive và nó cũng có ở trong cái bộ Feather. Đấy, chúng ta có thể kết hợp được với hai bộ. Tuy nhiên là nếu mà trên Light Blade Light ấy, mà kết hợp với Clive thì chúng ta sẽ phải đánh ở level 10. Trong khi đấy là chơi Feather chỉ cần đánh ở level 9 thôi. Và roll ở level 9 để kiếm Light Blade Light lên 3 sao. Thì tôi nghĩ là chơi cái bộ Feather thì nó dễ hơn đấy anh em ạ. Nên là hôm nay là chơi kết hợp với Feather anh em nhé. Còn các anh em có thể thử kết hợp với cả cái bộ Clive cũng được. Clive thường là chúng ta sẽ kết hợp với Metalist. Và nếu mà có khả năng lên 11 ý, thì tôi nghĩ là anh em nên chuyển sang là 4 Metalist 6 Glacier kẹp với Light Blade Light. Đấy, như thế nó mới tối thượng anh em ạ. Chứ còn Clive đánh chậm lắm. Kẹp hẳn Glacier 6 con vào, xong chơi Light Blade Light. Đấy, clear rất nhanh, tung trưởng rất nhanh luôn. Nhưng mà tất nhiên là nó cũng phải hơi tổ độ một tí, tức là phải lên được 11. Chứ còn chơi cái bộ này thì đơn giản hơn, chơi bộ Feather thì đơn giản hơn. Feather thì đánh ở 6 rất là ok rồi. Đánh ở 6 kẹp được 2 Metalist rồi. Đấy, mà lên được level 9 thì là chúng ta có thể dừng lại ở 9 và chúng ta form. Không cần thiết là phải lên 10. Trong cái video ngày hôm nay thì sẽ cố gắng là rèn ra cái long bào. Đấy, kể cả là không có được top 1 nha anh em nhé. Cố gắng. Nếu mà tôi không rèn được cái lần đầu tiên thì tôi sẽ rèn lần thứ hai và tôi sẽ rèn lần thứ ba, cố gắng ra cái long bào để tôi muốn test cho anh em là xem là cái con Light Blade Light này liệu rằng cái đạn của nó lẩy ấy, nó có khả năng là lổ Metalist không. Đấy, khi mà cái viên đạn đầu tiên nó lẩy qua một cái đối tượng nữa thì cái đối tượng thứ hai, đối tượng thứ ba mà nó lổ Metalist ấy, có nghĩa là cái con này nó cực kỳ mạnh nha anh em nhé. Hôm nay sẽ test thực tế cho anh em luôn để cho anh em có cái video bằng chứng. Đấy, để anh em, có nhiều anh em là có thắc mắc về cái bộ này. Đấy, thì có bằng chứng luôn nhá. Rồi. Ui, round này có thua không? Ui, vẫn thua này. Ui, vẫn ăn anh em ạ. Rồi, ui giời ơi, quá tuyệt vời luôn. Light Blade Light lên được 2 sao rồi. Ra cả hai con ngựa nữa này, ba con ngựa luôn. Nhưng mà thôi, không chơi ngựa đâu anh em ạ. Tôi muốn chơi một cái lineup nó dễ chơi đâu. Feather nó đánh ở level 9 nó dễ chơi hơn. Dễ roll ra được 3 sao hơn. Ít nhất là sẽ có 3 con 3 sao đấy ở trong cái đội hình đấy. Còn cây nó sẽ có là con Whisper Seer và con Wagwork Set là nó có thể lên được 3 sao.
kèm thêm đấy là cái con Live Blade Live. Cái đội hình này nó tương đối rẻ anh em ạ, rẻ tiền, dễ chơi. Rồi thắng rồi. Live Blade Live clear rất nhanh. Đội hình này sẽ đánh ở level 7 cho 6 Fezzer vào. Đây rồi, Wing Ranger này. Up cấp lên level 6. Thực ra là bây giờ đủ 6 con rồi đấy. Quả trứng là cũng tính là Fezzer rồi. Bây giờ up 7 cho trứng vào cũng được. Trong trường hợp mà không ra được thêm con Fezzer nữa thì có thể là chơi luôn cái quả trứng này. Ra 11 là có thể up 7. 11 hoặc là 12 tùy. Để xem là tình hình là thế nào đã. Trận này tôi chủ đích là tôi sẽ chơi là kết hợp với Metalist và cái con Live Blade Live, nên là tôi sẽ lấy cái cỏ bốn lá anh em nhá. Cỏ bốn lá nó kích hoạt lũ Metalist rất là nhiều đấy. Đây là một cái món gọi là trấn phái đầu game của cái bộ Metalist luôn. Thằng này ăn nổi không? Hơi khó. Ơ kìa, ăn được này. Hay, ui giời ơi, tuyệt vời quá đi mà tôi. Được quá nhờ. Cắt được chuỗi của nó, có chuỗi luôn. Được đấy. Khả năng là round sau không cần up cấp đâu, gặp cái thằng có chuỗi rồi. Nhưng mà nếu mà muốn giữ chuỗi này thì cũng lên up cấp nhỉ. Không vừa phần lại mất chuỗi chết. Round sau dí lên 7 là có 6 Fezzer. 6 Fezzer thì cái đội hình có cái con gấu nó không được hưởng cái bộ Fezzer nữa anh em nhé. Ở trong meta mới sau khi update là cái con gấu nó sẽ không được hưởng cái bộ Fezzer. Còn những cái con Fezzer nó sẽ được hưởng cái bộ Fezzer thôi. Fezzer 6 con bây giờ là nó yếu hơn ngày trước đây anh em ạ. Nhưng mà 9 con thì khác. 9 con thì nó có khả năng tàng hình nữa. Có khả năng tàng hình đến từ cái con Fezzer. Khó chịu. Khá là khó chịu đấy. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Mà lại điên là được rồi. Hay. Thế là có cái món đồ trấn phái cho con Live Blade Live rồi. Thiếu cái búa xét thôi. Giá mà cái cung tên đấy nó là cái búa xét. Mà thôi không sao. Có cái cung tên cũng được. Tăng khoảng cách bắn này, bắn xa hơn. Rồi thì có tăng thêm một chút tốc độ. Tốc đánh, con này cũng cần tốc đánh. Mà cái con này ấy, thực ra là không phải là cũng cần, mà là chủ yếu là tốc đánh thôi anh em. Tốc đánh càng nhanh ấy, thì cái đạn lẩy nó sẽ tạo ra càng nhiều. Và tí nữa ấy, khi mà chúng ta kết hợp với Metalist ấy, thì cái khả năng, cái tỷ lệ mà đập qua đập lại ấy, nó nổ Metalist nó sẽ nhiều hơn. Đấy, tăng cái tỷ lệ nổ Metalist rất là nhiều luôn ấy. Riêng chơi con này tỷ lệ Metalist chính là cái tốc đánh. Anh em tốc càng cao thì tỷ lệ nổ càng nhiều. Nhưng mà tất nhiên là trong cái trường hợp mà những cái quả đạn lẩy của nó là có khả năng nổ Metalist anh em nhé. Rồi, yên tâm, thằng này ăn được đâu. Rồi, ra sau lên 7 đó. Úi dồi ôi, lên 7 ra phong vũ luôn ạ. Được thế nhở. Hay quá. Quá hợp lý luôn. Ra rất là đúng lúc nhá. Kể cả không ra phong vũ thì vẫn phải chơi con quả trứng thôi. Mà ra phong vũ thì tốt quá rồi. Kết hợp được với cả 2 Metalist nữa. Đánh cái này cứ bon bon lên được 9 thì quá là ngon luôn đấy. Bây giờ áp dần lên 9 thôi. Cái chuỗi này mà giữ được càng lâu thì càng tốt. Mà nếu mà chẳng may là mất chuỗi thì cũng không quan trọng. Quan trọng là giữ được máu ấy. Giữ được một cái lượng máu rồi lên được level 9 form được đủ đội hình. Lên được level 9 thì cứ là 4 Metalist với 6 Fezzer thôi. Xong rồi dồn đồ co thì chắc là bây giờ là phong vũ đã. Live Blade Live tính sau. Khi nào mà ra được long bào thì chơi. Được đấy. Đây rồi, ui, được quá nhờ. Thế là tôi là có 5 con rồi đấy. Còn 4 con nữa thôi. 4 con Live Blade Live nữa thôi. Bây giờ tự ra nhá, cứ tự ra đi. Không roll nào, lên 9 mới roll. Một sao thì cứ tranh thủ ra. Mấy cái level 7 này là rất là ok rồi. Ui anh em ơi, trận này như có người chơi giống tôi á.
Đúng rồi, cũng Feather này, Feather Metallic này. Đấy, có ngộ không rồi. Giống phết đấy anh em ạ, không biết có phải không. Còn có cả 9 Warrior hay sao ấy? Gặp 9 Warrior cũng hơi sợ nhá. Chơi con là con Live Bloodline sợ nhất là 9 Warrior luôn. Khi mà chưa có cái hút máu thì rất sợ. Hút máu ở đây là cái hút máu cuối ấy. Chứ còn cái mặt lạ điên này thì vẫn sợ anh em nhá. Có hút máu mặt lạ điên này thì vẫn chết như thường. Chỉ có cái hút máu cuối thì mới có thể là sống sót được thôi. Hút máu cuối trừ giáp nữa. Thêm cái nó gọi là cái dìu pha lê. Có dìu pha lê thì đỡ hơn. Nói chung là cái tầm này Live Bloodline mà gặp con Warrior mà đánh ở level 9 thì vẫn thua. Level 9 là 6 Feather kết hợp với cả 4 Metallic là không kẹp được Warlock, không kẹp được gì cả đâu. Bộ đấy nó không kẹp được Warlock anh em ạ. Bắt buộc phải ra là mặt lạ điên. À mặt lạ cuối. Giờ gặp là có chuỗi cắt chuỗi phát nhỉ. Thằng này vẫn đang Echo thôi. Đang Echo thôi. Ra ngộ không rồi nhưng mà đang Echo. Ui thằng kia mất chuỗi rồi kìa. Lại có thằng khác có chuỗi. Tôi nghĩ tôi sẽ đánh từ từ thôi anh em ạ. Mất chuỗi thì thôi. Căn bản là chúng ta sẽ phải đánh cái level 9 cơ. Dừng lại ở cái level 7 này cho nó ra thêm mấy con Live Bloodline nữa. Chứ còn up lên sớm thì cái tỷ lệ ra Live Bloodline thấp lắm. Lên 9 là tỷ lệ cái con này nó giảm đi là rất là thấp. Chỉ còn có 15% thôi. Rất là ít. Để ở level 7 là 25% đấy. Xin món đồ ngon ngon tí búa xét đây. Nó xin búa xét đây. Cây này. Ui không có, random nó. Ui không sao, cho cây cũng được. Một cái món đồ tăng cơ Block Dam. Món đấy sẽ rèn sớm thôi. Có thể tôi sẽ rèn cái đồ tím sớm anh em ạ. Không cần đồ cam đâu. Lấy cái đồ tím sớm cái đã. Chỗ này tôi sẽ rèn bằng được cái đồ tím long bào để kết hợp. Áp dần lên thôi anh em ạ. Áp dần lên đâu. Bây giờ xác định là mất chuỗi là thôi. Kệ đó. Từ từ đã. Giữ 50 tiền tí nữa lên 9 được rồi. Có cái chén thánh ở meta mới này cũng rất là khó chịu nhá. Cái món đấy nó hồi máu cực kỳ kinh khủng luôn. Hồi máu AOE mà 15 máu trên giây là gần như là nó bằng cái kích hoạt 6 của Goblin rồi đấy. Được chưa? Thua này. Thua không? Ui rồi ôi. Chán thật đấy. Mất chuỗi luôn anh em ạ. Goblin bây giờ kết hợp cái chén cực kỳ khỏe luôn. Thôi tôi xác định là tôi mất chuỗi mà. Xác định mất chuỗi thôi. Bây giờ cái đội hình này một cái con 1 sao một à con 2 sao 1 tiền mà gánh thì khó lắm. Live Bloodline chỉ là một con 1 đô thôi. Nó cũng đúng với cái giá tiền của nó. Chứ cũng chả quá mạnh đâu. Ngày trước nó mạnh nhưng mà bây giờ nó bị lép mấy lần thì nó bây giờ nó cũng tương đối yếu rồi. Tất nhiên là meta này nếu mà chúng ta ra được cái long bào thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng mà để mà ra được cái long bào thì nó cũng hên xui phết đấy anh em ạ. Đấy là một cái món đồ không dễ kiếm đâu nhá.
Thế kìa, mỗi con còn tí máu luôn. Đấy, cái tầm này yếu rồi, gặp thằng nào cũng thua. Áp dần lên thôi. Tầm này thấy gặp thằng nào cũng thua. Có lên áp cấp ra này không nhỉ? Thua có thể bán cái con gấu đi cũng được. Cái quan trọng là để giữ level 7 thì cái tỷ lệ ra con live base line nó sẽ nhiều hơn, nó dễ ra hơn. Up lên 8 phát là tỷ lệ nó thấp ngay. Lao sau thì tự lên 8 rồi. Này chắc ăn được. Chưa chắc ăn được đâu. Ôi, Berserker đánh đau nha. Thua rồi. Đồ thế giới anh em ạ. Đồ Berserker thế giới đấy. Áp dần lên 9 thôi à, nhưng mà chưa ra ngộ không nhỉ. Thiếu có ngộ không nữa cơ. Chưa có ngộ không thì chúng ta lên 9 chúng ta cũng không thể kích hoạt được cái bộ 40 metalit. Bây giờ một là ngộ không, hai là nổ cho tôi cái con gấu tổ, con thầy ông nội. Gấu thầy ông nội thì tỷ lệ ra rất thấp, không thể ra được đâu. Tỷ lệ ra của nó bây giờ là 6%. Chia cho 5. Chia cho 5 nữa, 6% chia cho 5. Bởi vì có 5 con gấu mà. Đấy, ra khó lắm. Ui, ngộ không 2 sao luôn ạ. Vậy đấy. Cái thằng này khỏe rồi đấy. Ui rồi ôi, lại bớt lại bị dính tên thỏ kìa. Ui, thì có chết không? Thua à? Không, không, chưa chắc. Rồi. Vẫn ăn được ạ, thằng ngộ không 2 sao mình vẫn ăn được. Tôi chỉ cần ra con ngộ không 1 sao thôi. Nhưng mà thực ra là vẫn phải có một con phong vũ nữa. Phong vũ 2 sao mới gánh được. Bây giờ ra bộ Metalite nhưng mà lại co lại dùng cho con Lime Deadline thì nó cũng sẽ yếu thôi. Bây giờ phải làm nào để mấy con Metalite nó lên được 2 sao ấy. Sai đồ được. Hoặc là tôi có thể đổi cái món đồ tím luôn ở round này. Round này chúng ta đủ tiền, đủ để có thể rèn được cái đồ tím rồi. Vứt đi một số đồ thôi. Có thể hy sinh một vài món. Có cả hai món trấn luôn, nhưng mà lấy cái hai tia nha anh em nhé. Con này nó phải lấy hai tia trước, cái gương lấy sau. Cái bóng của nó chưa chắc đã được lổ Metalite đâu. Mà nếu mà lấy cái hai tia này thì nó sẽ được cái đạn, nó sẽ được hai tia, bắn ra được hai luồng đạn rất là khỏe, thêm được rất nhiều cái đạn lẩy nếu mà chúng ta lấy hai tia. Đây nó là cái trấn phái ở con này mà. Bởi vì là cái đồ này tôi không đổi được nên là tôi sẽ không đổi đồ tím nha anh em nhé. Cái đồ hai tia là cái đồ mà chúng ta không thể vứt đi được đâu, nên là không đổi đồ tím nữa, phải đợi ra 25 thôi. Và cũng chính vì là bây giờ chúng ta chưa có kết hợp được với Metalite nên là tôi cũng up từ từ thôi. Cũng chưa cần phải là up lên 9 vội. Up dần lên thôi. Lên 9 có 50 tiền roll cũng được. Round sau chắc là lên 9 nữa rồi. Đấy, vẫn còn 80 máu rất là ok. Ui ôi, trận này có Goblin à. Ui thế thì cũng sợ đấy nhá. Ui thế thì cũng sợ đấy. Cái bọn Feather này là cái bọn rất sợ Goblin luôn. Live Blade Live thế thôi nhưng mà đam gây ra không có được bao nhiêu đâu.
trừ khi chúng ta lấy được cái áo choàng, chúng ta lấy được cái áo long bào thì lổ metalit thì không sợ. Chứ còn nếu mà đánh Feather mà theo kiểu thuần đam như này là cũng khá là sợ đấy nhá. Kìa, kìa, hỏng rồi, vẫn thua. Búa xét ạ, gen được cái búa xét cuối luôn mà lại cho con Heaven Bomber đằng sau cầm. Yêu thật. Như này thì có thêm 2 bit này. Bộ này lên 10 up vào thì cũng cho kẹp thêm bit thôi. Cho thêm 2 bit vào nữa, cộng thêm 15% đam cho lại bit line. Bây giờ lên 9 rồi, tôi sẽ roll ở 9 nha anh em nhé. Dừng lại ở 9 rồi 50 tiền roll thôi. Roll ra là con live bloodline 3 sao và lên 10 luôn. Phải chơi giống hệt luôn anh em ạ. Phải đái. Thua rồi. Ngộ 02, phong vũ 2 sao. Khó à. Ui, có khi bị đẩy nhiều luôn ấy. Clear đi, clear đi, đúng rồi. Ơ, vẫn ăn được này. Vẫn ăn được chứ. Ơ, ơ. Hay. Tự ra luôn, lại biết lại luôn. Rồi, roll ở level này thôi anh em nhé. Ok. Double Witcher đương nhiên là sẽ cho trong cái đội hình này rồi. Tí nữa là cũng sẽ bán luôn cái con Shadow luôn. Không dùng nữa. Shadow chơi tạm một con 2 sao để đây đâu. Một tí nữa tôi bán Shadow. Con Shadow nó sẽ thay thế bằng con Wizard anh em ạ. Cấu 2 này. Rồi, cứ 50 tiền luôn thôi. Không có gì là phải vội cả. Máu còn nhiều. Cứ từ từ. Đến cái thằng 2 máu nó còn chưa vội. Đùa chứ vội đấy, vội đấy. Sắp đi rồi, bây giờ xả hết tiền ra này kịp sao được, còn có mười mấy giây. Sắp đi rồi. Level 9 ôm 50 tiền. Tôi nghĩ là sẽ đi ở round này. Xả thì cũng chỉ xuống được 29 thôi. Không kịp được. Làm sao mà kịp được. Goblin này. Cái bộ này rất là sợ nhá. Nhìn thì thế thôi nhưng mà không ăn nổi. Thấy chưa, đánh nó có vào máu đâu. Đánh nó không vào máu anh em ạ. Hỏng rồi. Ui. Đẩy nhiều luôn á. Ui vậy đấy ạ. Thề 20 máu. Không thể tin nổi luôn. Thế mà 20 máu ạ. Line Blade Line. Hai con nữa thôi. Cố lên nào. Trứng cũng được. Một con nữa, một quả trứng. Nhìn thế thôi 58 máu này. Nhưng mà bây giờ tôi cảm giác là khá là yếu ấy anh em ạ. Với cả roll từ nãy giờ không ra ngộ không này. Điều không? Không ra ngộ không luôn mà. Vớ vẩn, ra long bào. Không ra ngộ không thì cũng xuống hố. Trận này có Feather có khi là giữ lại cái kiếm nội chiến anh em ạ. Rồi nó câu này, nó câu ra con sâu này. Chả để làm cái gì luôn. Sao không phải là con ngộ không nhỉ? Rồi. Đồ này thì lấy được cái cấm đánh nhưng mà thôi, chắc thôi. Rèn nó. Giờ rèn đồ tím luôn anh em nhá, rèn đồ tím thôi. Chốt đi. Rèn đồ tím kiếm cái long bào anh em ạ.
Ui rồi ui, nó quá tuyệt vời luôn. Rèn phát ăn ngay, thế thì được rồi. Tưởng như nào, thế thì nó lại quá tuyệt vời luôn. Rồi đấy, bây giờ là Ngộ Không. Một con live với deadline nữa này. Đây rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em ạ. Bán ngoài đi. Ngộ Không à. Thừa một phe giờ. Đây. Bán ngoài đi. Đấy, thế là form được đủ bộ đấy. Anh em ơi, anh em vừa nhìn thấy gì không? Có nhá, có nhá, có nhá, có nhá. Cái đạn lẩy nó lẩy ra đằng sau, nó có lỗ metalit anh em nhá. Trời ơi, nó quá mạnh luôn đấy anh em ạ. Vãi đái thế đi. Kinh khủng thật sự luôn đấy. Được của nó. Rất mạnh, đây cầm cái này. Phải cầm cái này. Cỏ bốn lá vào cho tôi. Rồi bây giờ kiếm con live blade live 3 sao thôi. Ra đi. Ra up 10 luôn. Đi ra. Ra up 10 luôn đấy, thề. Giờ ra live blade live up 10 cho con gấu vào nữa là xong. Tối thượng vô địch rồi. Còn bây giờ là xong cái món đồ tím rồi. Đồ tím bây giờ không cần nữa. Giờ chuyển hết sang đồ cam, kiếm búa xét. Rồi thì cái gì nhỉ? Búa xét rồi cái cướp điên. Ơ kìa, bị assassin nó bớ vào ạ. Nhưng mà vẫn ăn được rồi. Nó vẫn còn metalit thì vẫn ăn được. Thực ra chúng ta có 4 con metalit thằng Ryu ấy. Đen nhỉ? Run vẫn chưa ra được con live với deadline. Còn một con nữa thôi. Nhưng mà bây giờ lên 9 nó khó anh em ạ. Nó còn 1 tiền, tỷ lệ nó thấp. Nhưng mà anh em để ý mà xem. Cái round vừa rồi chúng ta lại không được chứng kiến cái đạn nó đẩy. Vừa vào phát chết luôn mà. Mà round này chắc là chúng ta sẽ có thể là chứng kiến lại. Để xem là con live với deadline này thế nào anh em nhé. Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Còn anh em có thể... Nếu mà chưa nhìn thấy anh em có thể xem lại một lần nữa. Chúng ta còn những cái round tiếp theo để anh em có thể kiểm chứng nhá. Lổ ác luôn đấy. Lổ liên tục luôn đấy. Anh em để cái đạn nó vòng ra đằng sau ấy nhá. Cái round này thì hơi khó. Cái round này thì lại ui ơi lại bị bắt à. Chán nhỉ. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Có lổ đấy. Đấy, đấy anh em thấy chưa? Vừa lổ chết con Dream của đối thủ kìa. Nhưng mà cái quả vừa rồi nó gặp cái bọn Feather này đánh nó trượt. Ui nhưng mà tôi đang mất nhiều máu quá rồi. Lại hai tia này. Bây giờ chắc đổi đồ cam thôi. Món đồ cam đầu tiên ra nào. Rồi hút máu nó là chắc chắn luôn. Ơ nhưng mà đang thua anh em ạ. Nó hiểu kiểu gì luôn ạ. Đủ bộ rồi vẫn thua. Thua 2 round liên tiếp rồi đó. Lạ thật. Ui từ từ nhá. Không kịp à. Lóc lại. Ui gặp này. Thằng này chắc lại thua rồi. Sao cứ cho gặp mấy cái thằng Goblin đấy nhở? Ăn nổi không? Có Metalit vẫn không ăn được này. Ok. Thằng này nó hồi máu kinh quá anh em ạ. Nổ Metalit nó dưới 50% là mới giết chết được không? Ui ôi. Căng vậy. Không giảm được cái lượng máu của nó xuống dưới 50% luôn. Trời ơi, nó đẩy kìa. 25 máu. Ui vãi cứt. Phải run live blade live 3 sao rồi. Sợ thế. Pha vừa rồi đẩy 25 máu luôn ạ. Lao sau khi phải xả hết cái đống tiền này đưa lên 3 sao thôi. Chết rồi.
Sao yếu ấy nhở? Không thể tin nổi luôn ấy. Mặc dù là vẫn lổ Metalist nhá, nhưng mà khả năng là cái thằng Goblin kia nó hồi máu kinh quá. Cái tốc độ hồi máu của nó thật là khủng khiếp luôn ấy. Nó lấy cái chén thánh. Tôi thì lại không có cái món chống hồi máu. Cái con này chắc là phải lấy được cái ánh mắt AZ anh em ạ. À, ngoài cái hai tia ra thì phải có thêm ánh mắt AZ nữa. Tôi nghĩ là đồ xanh dương nó sẽ phải có hai cái món. Gương thì chắc là thôi. Lấy ánh mắt AZ trước. Rồi, random nữa. Đồ này tăng tốc đánh thì cũng được. Vẫn chưa có thể đổi đồ cam. Thôi, đằng này chưa đổi đồ cam được luôn rồi. Một con line, blade line nữa. Đây rồi. Hay quá, vẫn có tiền đủ lên 10 luôn. Ok. Thôi, bây giờ mà bảo thua lửa thôi nhá. Đồ thì cũng là coi như là mắc đồ rồi. Toàn những cái món đồ ngon luôn. Đồ thế là tương đối chấn rồi đấy. Hút máu long bào. Rồi một cái orchid, một cái hai tia, một cái hút máu, một cái mặt lạ điên, một cái cỏ bốn lá. Khá là chấn phái đấy. Tầm nay thua nữa thôi, chịu. Anh em để ý nhá. Xem là có thua không. Nếu mà thua thì thôi anh em đừng có chơi. Gặp phe giờ này. Thằng này là 9 phe giờ anh em ạ. Đánh 9 phe giờ luôn. Ê kìa, tôi vẫn thua này. Điêu thật đấy anh em ạ. Ê kìa, đừng bỏ thua nhá. Không. Đấy, anh em thấy lổ Metalist chưa? Ê kìa, thua thật này. Ôi mẹ ơi, vãi đái. Gặp 9 phe giờ vẫn thua. Nhưng mà thằng 9 phe giờ không thoát được cái thằng Goblin đâu. 9 phe giờ, đấy anh em thấy chưa? Làm sao ăn được cái thằng Goblin kia? Làm gì có đam. 9 phe giờ không có đam anh em ạ. Tốc độ hồi máu của bọn nó cực kỳ kinh khủng luôn. Chỉ có thể là kẹp Metalist vào mới ăn được thôi. Random ấy. Rồi. Top 2 à? Điêu thật. Không phải chứ. Giờ chấn phái đến như này rồi nhá. Bây giờ thêm một cái vùng miệng. Cũng rất là Metalist luôn. Hoàn toàn phù hợp với bộ Metalist. Những cái món đồ hoàn toàn phù hợp luôn đấy. Lai bởi đất lai đạn lẩy là có hổ Metalist luôn. Chiến đi. Chứng minh sức mạnh của bạn đi thế nào. Kìa anh em nhìn thấy chưa. Kìa lổ kìa. Ui càng luôn anh em ạ. Anh em hãy nhìn cái bảng đam ấy. Lổ Metalist đó chính là cái màu vàng ấy anh em. Anh em nhìn kìa. Ui mẹ ơi vãi đái á. Cắt chuỗi luôn. Đẩy 23 máu. Vừa lấy nghe nói là bạn đẩy tôi 25 máu đúng không? Thế thì chưa được. Phải đẩy nhiều hơn. Phải đẩy nhiều hơn. Chưa được. Chưa được. Chưa được. Chưa được. Vừa lấy bạn đẩy tôi 25 máu. Ít nhất tôi cũng phải đẩy bạn 25 máu tôi mới đã được. Chứ còn như này thì chưa đã đâu. Đấy. Chưa đã thì nào đâu. Bây giờ phải đẩy nhiều vào. Tầm này là thịt được rồi đấy anh em ạ. Vừa nãy là vì là chúng ta thiếu đam. Bây giờ chúng ta đủ đam rồi. Chúng ta đủ đam rồi. Ui rồi quá tuyệt vời luôn. Hay. Rồi xong rồi đấy. Coi như là bây giờ còn con gấu ra sao nữa là hết max ping. Hết cỡ rồi. Không thể mạnh hơn nữa rồi. Thằng này vừa lấy 90 máu đẩy phát còn 70 máu này. 93 máu đúng không? Đẩy phát còn 70 máu. Đang chuối coi như là 20 mấy chuỗi luôn. Rồi xong. Sao? Như nào? Ui dồi ôi anh em ơi. Quả này thì hơi nhiều luôn đấy. 35 máu. Ui dồi ôi. Anh em ơi. Cái đao trước nó là 94 máu. Xong rồi sau 2 đao tôi đẩy nó. Bây giờ chỉ còn 35 máu. 3 đao là bay màu ạ. 94 máu sau 3 đao bay màu. Thật là như thế luôn. Quá mạnh anh em ạ. Thế không cần phải bàn cãi gì nữa anh em nhá. Metalist thực sự nó nổ ở trong những cái viên đạn lẩy ra phía sau. Quá khỏe luôn.
con này bây giờ chấn phái của nó là cái gì? Cái búa sét. Rồi cần cái búa sét tăng tốc đánh nữa. Đánh càng nhanh thì cái đạn lẩy nó càng nhiều. Đúng không? Thay vì chúng ta lấy cái vương miệng, chúng ta lấy cái búa sét thì ngon hơn nhiều. Giá như mà nó là một cái búa sét. Ok, phe giờ mặc dù thua. Ui em kìa, nhìn được đạn nó lẩy cả. Ui rồi, lẩy ra con đạn Smith đằng sau chết luôn. Đạn lẩy đổ với tơ lít liên tục luôn ạ. Anh em nhìn cái bảng đam đi. Trời ơi, toàn là màu vàng luôn ý. Bao nhiêu 36 máu đi luôn. Đúng 3 round gặp là đi anh em ạ. Dã man. Anh em thấy chưa, anh em hãy xem cái bảng đam ấy nhá. Nổ Metalit liên tục luôn đấy anh em ạ. Còn cái màu đỏ ấy, nó chính là cái đam vật lý. Thì màu vàng nó chính là đổ nổ Metalit đấy. Quá căng luôn. Không thể làm có thể tin nổi sức mạnh của cái bộ này. Anh em nếu mà anh em chưa thử hoặc là chưa biết được cái bộ này thì anh em hãy thử đi nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi nhưng mà anh em cũng cẩn thận nhá. 9 phe giờ là nó lại đấm ngược lại mình đấy. À, nên phải hết sức cẩn thận nhá. Nếu mà gặp 9 phe giờ là phải có cái gậy như ý. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái lật ngược thế cờ cực kỳ mãn nhãn luôn anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Tôi chơi cái con game mà tôi chỉ có một máu thôi, sơ hở một phát là bay màu luôn, rất là hay. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.